Trang Ngốc Gia mến chào các bạn. Tối hôm qua lang thang ở trên mạng đó thì vô tình lượm được cái bí kíp này, thấy hay quá cho nên là mình recall lại rồi mình chia sẻ với các bạn luôn. Vấn đề là hiện nay đó, đối với những cái nhà đầu tư cá nhân đó, mình phải tìm các cái thông tin mà làm sao mà có cái người tìm giúp mình sẵn đó thì nó đỡ rất là nhiều. Thì những cái người mà chuyên nghiệp đó thì người ta xài hàng xịn chuyên nghiệp rồi, ví dụ như là Bloomberg Terminal hoặc là Aiken Thomson Reuters chẳng hạn ha. Nhưng mà mới đây thì đấy, mới hôm qua thôi thì Chàng Gốc Già phát hiện ra có cái nguồn này, họ vẫn đang là cái version beta, họ vẫn đang cho là miễn phí. Thì mình nghĩ là chắc là khi mà nhiều người dùng quen rồi đó, một thời gian sau thì họ cũng sẽ trả phí thôi. Nhưng mà cái này thì chắc là họ thử nghiệm và chủ yếu là cung cấp cho các nhà đầu tư cá nhân. Thì cái tên của cái ứng dụng này nó gọi là Tikr, T-I-K-R, thì các bạn chỉ cần gõ tikr.com, các bạn đăng ký với email. Còn không thì các bạn, mình sẽ gửi, Chàng Ngốc Già sẽ gửi cho các bạn cái link để mà reference link đó, để mà các bạn đăng ký ở trong cái phần mô tả của cái clip này. Thì cấu trúc của cái terminal này đó, thì nó dùng cái từ terminal cũng không hao hao giống Bloomberg ha. Thì cái cấu trúc của nó đó thì nó có các cái thông tin đầu tiên là về tổng quan thị trường ha, thì có cái tin thị trường, hồi nãy Chàng Gốc Già cũng tạo ra một cái tin riêng để mình chọn, tại vì ở trong này nó có rất là nhiều chủ đề, tin rất là nhiều cho nên là mình phải chọn lọc những cái chủ đề nào mà mình quan tâm thôi. Ví dụ như những cái thông tin liên quan đến doanh nghiệp về earnings, về lợi nhuận, về kết quả kinh doanh, về performance, hiệu quả hoạt động vân vân này nọ, các cái deals này nọ vân vân ha, rồi các cái dự báo này nọ hoặc là các cái cảnh báo, rất là nhiều cái chủ đề, thì mình quan tâm đến chủ đề nào đó thì mình chọn cái chủ đề đó thôi, chứ còn tin tức thì nó rất là nhiều. Nhưng mà cái này nó kẹt có một cái là các bạn phải học tiếng Anh nha, phải đọc được tiếng Anh. Chứ còn nếu mà mình không đọc được tiếng Anh thì cũng hơi khó. Thật ra thì nó cũng có một cái cách là dịch sang tiếng Việt này, thằng Google nó có cái này nè các bạn, mình kích chuột phải xong mình translate to tiếng Việt, nhưng mà nên đọc tiếng Anh trực tiếp luôn thì nó tốt hơn. Thì đấy là các bạn sẽ thấy rằng là cái tổng quan thị trường, ví dụ như chủ yếu nó lấy ở thị trường Mỹ nè, ví dụ những cái cổ phiếu mà nó giao dịch nhiều nhất nè ha, rồi những cái cổ phiếu mà tăng nhiều nhất nè, đấy, những cái mà cổ phiếu hoặc là những cái cổ phiếu mà giảm mạnh nhất trong cái ngày thứ sáu vừa rồi chẳng hạn như vậy. Các bạn có thể coi ví dụ như là các cái biến động thị trường, các cái lĩnh vực công nghệ, sức khỏe vân vân ha. Các bạn cũng có thể coi các cái về của các cái khu vực khác nhau, các cái nhóm tài sản khác nhau ha. Ví dụ như là hàng hóa, vàng, bạc, dầu đó vân vân. Các bạn cũng có coi các cái về các cái yếu tố khác nhau, về giá trị, về chất lượng vân vân. Nó nhóm nó ra đó các bạn, nó nhóm ra các cái ETF khác nhau theo các cái nhóm tiêu chí. Đấy là cái tổng quan về thị trường ha. Nhưng mà cái hay của cái này là nó có những cái rất là hay. Ví dụ như trong cái phần mà nó gợi ý cho mình á, thì thứ nhất là nó sẽ có những cái gọi là watching list, nghĩa là mình phải tạo ra cái danh mục mà mình quan tâm ha. Rồi mình xem là những cái nhà đầu tư lớn đó, họ danh mục của họ cái gì thì mình có thể tham khảo họ ha. Và có một cái gọi là global screener, có nghĩa là mình lọc các cái cổ phiếu trên toàn cầu luôn. Lúc trước thì nó chỉ cho Mỹ thôi, Mỹ châu Âu thôi, nhưng mà bây giờ nó toàn cầu rồi. Việt Nam thì Chàng Ngốc Già cũng có thử, nhưng mà có một số thôi chứ không phải có hết ha. Thì ví dụ bây giờ mình làm một cái watching list đi, mình tạo một cái watching list chẳng hạn như là đấy, các bạn thấy gõ có ba chữ mà nó nhảy ra luôn ha. Cái này nó có cái mẹo nhỏ nhỏ trong Unikey, thì các bạn nào biết rồi thì biết ha. Như mình gõ cái này là cái này mình thôi mình ghi đi screen voila, mình tạo ra một cái watching list thử ha. Bây giờ mình add ticker, thì bắt đầu mình phải tạo ticker cho đây, thì nó có rất là nhiều các cái chỉ số mà các bạn là mình đó có thể chọn ra ha, rồi nhiều lắm. Cái này tùy mỗi người ha, ví dụ tên công ty rồi đó, các cái giá trị về doanh nghiệp nè, ví dụ cái này là total enterprise value, toàn bộ cái giá trị của cái doanh nghiệp
À, và next NTM có nghĩa là next 12 months, nghĩa là trong vòng 12 tháng tới ha. Còn LTM có nghĩa là last 12 months, nghĩa là 12 tháng vừa qua. Thì đấy, nó có các cái chỉ số, thì mình search cái này là các bạn biết các cái chỉ số, ví dụ như EBIT, EBITDA, rồi book value rồi này nọ ha, tangible, book value là giá trị hữu hình ha, ví dụ như vậy. À, trong này thì các bạn cũng lưu ý luôn là có cái sự khác nhau giữa cái market cap là giá vốn hóa của thị trường và cái giá trị của doanh nghiệp nha, tại vì nó còn liên quan đến cái nợ nữa. Thì cái đấy là cái câu lúc nào thì Trạng Quốc gia sẽ giải thích. Bây giờ mình tạo một cái watching list đi chẳng hạn ha, thử đi. Ví dụ mình tạo ra một cái watching list, mình chẳng hạn như tạo Vietcombank thử ha. Thì một ông ở Việt Nam có không? Đây, Việt Nam là có nè. Đấy, ví dụ là mình tìm thằng Thế Giới Di Động coi. À, đây ví dụ mình tạo Thế Giới Di Động nè, cũng có nè, đúng không? Rồi hoặc là ví dụ mình tạo, mình tìm thằng Amazon thử coi. Amazon có không? Đây Amazon. Ok, thì đấy là những cái mà mình thấy ba ông đây rồi. Ví dụ như mình thêm một ticker khác nữa mình thích, ví dụ như mình nói là Microsoft chẳng hạn. Ok, hoặc là ví dụ như cái mà chàng ốc gia cũng đang follow đó, thằng Roku ha. Đấy, chẳng hạn như thế. Thì đây là một cái ví dụ thôi ha. Một cái ví dụ để mà mình thấy rằng là mình có thể tạo ra những cái ticker, những cái mã cổ phiếu mà mình quan tâm. Rồi sau đấy là mình có thể thay đổi các cái chỉ số này. Đấy, ví dụ như là các cái chỉ số này là BE đồ này nọ mình tìm được hết. Mình đưa vô trong này. Đấy là cái mà mình coi. Nhưng mà cái hay ở chỗ là bây giờ là chẳng hạn như là một cái cổ phiếu đó, nó có cái phần nữa là trong cái watching list của mình đó, thì mình sẽ có luôn cái phần gọi là các cái fundamental analysis, như là các phân tích cơ bản ha. Mình coi được các thông tin về công ty, về báo cáo tài chính, và hay nhất là cái phần định giá và các cái tính toán của cái analyst. À, ví dụ mình lấy chẳng hạn mình lấy Amazon đi, mình click vô Amazon thì các bạn sẽ thấy rằng nó có đấy các cái công ty thông tin cơ bản về 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 của Amazon, rồi các bạn có thể có chart luôn để mà coi luôn ha, chart chart và giá của Amazon. Đấy, ví dụ như mình sẽ có các cái thông tin cơ bản đấy, tổng quan về công ty, ví dụ như là năm giá mà trong năm 2 tuần cao có nghĩa là 3.700, rồi ví dụ như là short interest, nghĩa là cái cổ phiếu Amazon đang bị thị trường nó short chẳng hạn. Rồi cái này là cái giá trị của cái doanh nghiệp ha. Nãy mình có nói là chàng ốc già có nói là nó khác với lại cái market cap, cái vốn hóa của công ty. Với đấy mình thấy là ví dụ như market cap là nó là cái này đơn vị là millions, là đơn vị là triệu, thì là ví dụ như là 1 triệu 1.696.000 triệu đó, ví dụ như vậy. Còn cái này là 1.727.000 triệu, thì đấy là cái đơn vị. Ngoài ra thì có các một tin tức liên quan đến cái Amazon không, các cái công ty để các bạn thấy. Quan trọng nữa là mình đây là các cái báo cáo tài chính ha, mình chọn của nó trong 5 năm, 5 năm gần nhất, 1 2 3 4 5, và cái LTM cái LTM cái last 12 month là trong vòng 12 tháng qua. Ví dụ hiện giờ mình đang là tháng 8 thì có nghĩa là tính từ tháng 8 năm ngoái. Rồi, thì cái này là cái đầu tiên là cái báo cáo thu nhập nè, income statement ha, nó có thông cáo hết, quá hay luôn, cái là cái nguồn này nó quá dữ. Rồi có cái đấy bảng cân đối kế toán, cash flow ha, rồi các cái ba cái này là ba cái báo cáo tài chính quan trọng nhất của một doanh nghiệp. Ngoài ra thì đấy nó có các cái tổng hợp của các cái chỉ số, ví dụ chỉ số về return, đó là cái lợi nhuận biên cái xin lỗi, không phải là biên mà là lợi nhuận ở trên tài sản, trên vốn, trên vốn chủ sở hữu, vân vân. Đấy, đây là những cái chỉ số mà các bạn đều biết trong tài chính. Rồi nó có luôn các cái chỉ số về biên lợi nhuận nè. Đó, rồi ví dụ như đấy, các về tài sản, về các cái ngắn hạn, tính thanh khoản, vân vân. Rồi cái khả năng thanh toán, khả năng phá sản trong cái dài hạn, vân vân. Thì rất là hay. Có nghĩa là có đầy đủ hết tất cả các cái thông tin tài chính ha. Nhưng mà hay hơn nữa là đến cái phần gọi là valuation, là phần định giá. Cái phần định giá ở đây ha các bạn, nó nằm ở đây, hoặc là ví dụ như là bấm ở đây cũng được ha. Thì mình vô cái phần mà valuation để mình coi Amazon, thì Amazon người ta sẽ có cái dạng định giá là ví dụ như là trailing, như là last 12 months, trong vòng 12 tháng vừa qua, hoặc là ví dụ cái này là cái forward, có nghĩa là cái dự báo trong cái thời gian tới, có nghĩa là next 12 months, trong vòng 12 tháng tới. Thì cái số liệu mới nhất đó là ngày 27 tháng 8. Đấy, và cái báo cáo trước nhất theo cái báo cáo tài chính đó là vào tháng cuối tháng 6. Các bạn thấy ha, các cái chỉ số của nó.
đấy. À, cái hay nó là cái price đấy, tính theo giá nè, hoặc là các cái forward factor nè đấy. Rồi cái quan trọng nữa là mình sẽ coi là đây là các cái chỉ số để mà so sánh với những cái doanh nghiệp mà nó cùng một cái ngành. Bây giờ mình coi mấy cái ông bà analyst, mấy anh chị analyst target cái giá của nó là bao nhiêu. Thì hiện nay ví dụ giá của Amazon là 3.349 ha, thì cái target nó như thế nào, thì target mà trung bình á thì là 4.100 ha. À, vào đây là giá hiện giờ là 3.300, nhưng mà giá target của chung là 4.100 không, thì phải có những cái người dự báo cao, những dấu giá thấp. À, thấp nhất là cũng đã là 3.700 rồi. 3.700, nhưng thấy Amazon như vậy nói chung là rất là tiềm năng. À, nhiều cái số lượng analyst mà recommendation khuyến nghị mua là tới 35, không có ai khuyến nghị bán hết đấy. Thì đấy là các cái mà mình cần thấy. Rồi sau đấy thì có thể coi là ví dụ như Amazon nó so sánh với lại các cái doanh nghiệp khác trong cùng ngành như thế nào, đúng không? Ví dụ như so sánh với lại Alibaba nè, so sánh với JD nè, so sánh với eBay, so sánh với DoorDash, vân vân, Deliveroo của Đức, Zalando của Đức, ví dụ thế. Thì đây là những cái chỉ số ha, về các trong, nhưng mà cái thằng Amazon đó thì nó lại là nhiều lĩnh vực, cho nên là cái này là mình chỉ coi về internet và cái marketing bán lẻ thôi. Còn coi về mảng software của nó là so sánh nó như thế nào nè, so sánh về cái mảng IT service là sẽ so sánh với nó với lại những cái thằng khác. Thì đấy, để các bạn thấy rằng là cái có rất là nhiều cái lĩnh vực mà có thể so sánh. Đây là cái về định giá ha. À, tiếp theo là bằng các cái phần mà ước lượng. À, đấy, ước lượng cái này có nghĩa là cái dự báo thôi, ước lượng trong trong tương lai. À, đấy, họ tính toán estimate cho các cái chỉ số, ví dụ như là về chỉ số lợi nhuận trên từng cổ phiếu, vân vân. Đấy, rất là nhiều các cái chỉ số. À, cái này là mình có thể đổi đơn vị ha. Cái này là K là ngàn, là thousand, M là millions nè, B là billions ha. Thì đấy là cái mà mình có thể. Ngoài ra thì nó có các cái filings, là các cái báo cáo mà công ty phải công bố, phải nộp cho ủy ban chứng khoán đó. Ví dụ như ở Mỹ là nộp cho SEC, nộp cho SEC đó. Rồi cái nữa là mình coi, cái hay là mình coi cái ownership của công ty. Cái này là các bạn thấy là có cái cổ đông lớn như thế nào. À, ví dụ như là Jeff Bezos nắm 13,54%, sau đó Vanguard nắm 6,47, BlackRock nắm 3,47, vân vân, để mình thấy rằng là các cái cổ đông lớn. À, ngoài ra thì các bạn cũng cần coi là các nó không có cái thông tin là insider transaction, thì không biết là nó có minh bạch được hết chỗ này không. Đợi một chút nha, hơi bị lâu rồi ta. Đấy, ví dụ đấy, cái đấy, những cái người mà có liên quan đến công ty người ta ta mua bán ha. À, cái này nó có tới 200 cái thông tin lần mà, nên các bạn có thể xuống, và khi người ta điền cái form số 4 ha, form số 4 hoặc là form 144, cái này là của Mỹ thôi. Đấy, đấy là cái ownership của cái Amazon để mình coi, đúng không? Rồi bây giờ mình quay lại, đấy là các cái mục mà khi mà mình vào trong một cổ phiếu á, mình có thể coi được là thông quan tổng quan về công ty, rồi các cái báo cáo tài chính, việc định giá, cũng như là các cái estimate của những cái chuyên viên phân tích. Mình quay lại cái watching list của mình, hồi nãy á, mình coi chàng gốc già có cái gì nào. À, ví dụ giờ mình coi chẳng hạn như Vietcombank, đúng không? Đấy, thì cái list này nó cũng có cái hay ở chỗ là nó sẽ tính trong cái list của mình ha, các cái thống kê mô tả về cái list của mình. Bây giờ chẳng hạn mình coi thử đồng chí Vietcombank. Đấy, thì Vietcombank đây, ví dụ như mình có thể coi cái chart của nó 10 năm ha. Nhưng mà sau đây là các cái thông tin cơ bản của Vietcombank. Ví dụ như giá 52 tuần cao nhất là 117.200, giá hiện nay là 97.800. À, rồi 52 tuần thấp, giống thấp thấp nhất trong 52 tuần qua là 80 đồng, 80.000 đồng. Đấy, cái market cap, rồi cái này nó không có tính, tại vì cái này là hình như là không biết nợ, chưa tính được cái nợ nè, nợ trừ cộng với nợ và trừ tiền mặt ra thì mới biết được cái giá trị của doanh nghiệp. Mình ví dụ mình vô ví dụ như các cái financial thông tin, báo cáo tài chính thì mình có đấy, báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán, báo cáo dòng tiền ha, rồi các cái chỉ số. Quan trọng nhất là mình vô mình coi cái valuation thử ha, thì cái thông tin từ Việt Nam mình có cho nhiều hay không. Ok, cái price per earnings này, giá so với lại cái thu nhập một cổ phiếu là khoảng 15.67,
15.67 đấy, thì có thể mình coi các competitors, mình so sánh Vietcombank với Techcom đúng không, rồi đấy ví dụ so sánh việc so sánh cái này thì mình có thể bỏ vô thêm các cái chỉ số rồi ACB, SCB vân vân thì đấy, rồi các cái estimate đây là các cái dự đoán về về doanh thu rồi về lợi nhuận này nọ đấy là mình coi, và cuối cùng là cái ownership thì cái này mình có thể coi. Và để mà đổi thì mình cũng thể đổi đơn vị tiền tệ, ví dụ vậy mình đổi qua đô la nhanh không, hoặc là mình đổi để lại Việt Nam đồng cho nó dễ, thì đấy là cái mà mình có thể làm. Rồi cái đấy là cái phần về cái tính coi một cái cổ phiếu ha. Thì bây giờ đấy là cái thông tin về cái cổ phiếu, có nghĩa khi vào mình vào trong một cái mã cổ phiếu nào thì nó có, bây giờ thì nó có cái thứ hai rất là hay của cái terminal TRR này đó là cái tracking investing guru. Có nghĩa là sao nhỉ? Đây là những cái nhà đầu tư lớn ở trên thế giới mà mình có thể xem rằng là cái danh mục của họ như thế nào. Ví dụ ở đây mình có, ví dụ mình show đi, show on đi, chẳng hạn mình coi đây là những cái nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư giá trị nè. Đó, ví dụ như Abraham Capital nè, hoặc là Gotham nè. Đấy, còn nếu mà các bạn đây là cứ nó gọi là những cái gọi là GARB, nghĩa là những cái cổ phiếu mà những nhà đầu tư mà người ta dựa vào những cái cổ phiếu tăng trưởng nhưng mà nó có kiểu là affordable đó. GARB, cái này để coi. Reasonable price, growth at reasonable price. Thì đây là những cái cổ phiếu mà có tăng trưởng mà cái giá hợp lý. Thì cái này ví dụ các bạn thấy là nổi tiếng nhất, ví dụ như nhóm Tiger nè ha, ô là la, rồi Pershing nè, hoặc là ví dụ như Berkshire. Thôi còn mình vô mình coi cái bác Warren Buffett thử ha. Ở này thì coi bác nắm nhiều nhất là cái gì, thì bác nắm nhiều nhất hiện nay là Apple ha, cổ phiếu Apple, đến tiếp đến là Bank of America đúng không, rồi sau đấy là American Express ha. Thì đây là cái thẻ, nói chung bác nó cũng nắm tài chính cũng khá nhiều, rồi có Coca-Cola, rồi thực phẩm đây Moody, Verizon, Viễn thông đấy, lấy là nhưng mà nắm nhiều nhất vẫn là cái Apple ha, ngày ngày mới nhất là 29 tháng 6 năm nay đấy. Thì đấy là cái mà và ở Apple thì là Berkshire Hathaway nắm 5,37% đấy. Thì đấy là cái mà mình có thể xem cái tracking những cái investing ha. Còn ví dụ như nó có bốn bốn loại nè, bây giờ mình vô mình coi ví dụ như aggressive growth là những cái quỹ đầu tư mà nó đầu tư vô những cái cổ phiếu gọi là mạo hiểm á, cái tăng trưởng cao. Ví dụ mình thấy trong đây có ai, à đây cái vụ này của chị Cathie Wood mình coi thử ha. Ví dụ coi chị Cathie chỉ nắm gì đấy, thấy chưa, ví dụ chị Cathie chỉ nắm nắm nhiều nhất là gần 6,69% mà nắm Tesla nè, sau đó chị nắm Teladoc, nắm Roku. Thì đấy chàng gốc gia cũng đang quan tâm đến hai thằng này, Teladoc và Roku đấy, rồi nắm Square, Shopify. Nói chung là chị này nắm cái đồ công nghệ mà đồ công nghệ cũng dữ không à, lên lên cũng dữ mà xuống cũng dữ, nói chung là rất là nhiều. Ở trong này có cái thằng DraftKings cũng 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 khá là ổn, là như là về đánh bài cá cược. Thì đấy là cái mà về cái mình tracking investing guru để mình xem rằng là những cái quỹ đầu tư lớn họ đang nắm cái gì. Đấy là cái phần thứ hai ha. Chốt lại là chỗ này nè, mình có cái market overview nè, là đọc thông tin về thị trường nè. Trong cái phần mà idea generation thì mình có thể tạo ra cái watching list của mình tracking investing guru ha. Bây giờ cái phần cuối cùng mà chàng gốc già muốn nói với các bạn đó là cái global screener. Thì cái này là mình lọc. Mình lọc cổ phiếu ở các, nói chung ở này là gọi là global rồi, cả thế giới. Lúc trước thì nó chỉ cho thị trường Mỹ, châu Âu thôi, thì gần đây thì nó cho global. Thì bây giờ mình phải coi thôi, mình coi ví dụ như đây là ví dụ mình coi cái market cap của nó là bao nhiêu đúng không, ví dụ như lớn hơn 1.000 triệu là 1 tỷ đó, rồi cái ví dụ như là doanh thu của nó phải tăng trong vòng 5 năm qua bình quân là tăng 5% một năm, cái free cash flow của nó là phải tăng hơn 10%, rồi KPI của nó là nhỏ hơn 30, ví dụ mình nói là nhỏ hơn 20 thì còn không. Sau đó là mình fetch cái screen này mình coi, nó sẽ lọc lại cho mình. Đấy ví dụ như vậy thì nó sẽ có được một số cái công ty như thế này, thì được tạo ra được là khoảng 433 công ty mình lọc ra như thế.
ha. Nhưng mà bây giờ mình có thể thêm các tiêu chí, ví dụ như mình thêm tiêu chí rất là nhiều ha. Ví dụ mình coi country đi, mình coi thử ông Việt Nam mình có cái nào không, is one of, ví dụ như Việt Nam đấy, mình coi thử Việt Nam là có không nha. Đấy, ví dụ như trong các tiêu chí này thì Việt Nam mình có cái nào không, trong các tiêu chí này Việt Nam mình thì không có cái nào hết, tại vì không có cái forward, nhiều khi làm Việt Nam mình không có tính cái forward này được, mình bỏ thử coi. Việt Nam thì mình cũng không lọc ra được luôn, coi có cái nào nữa không, ví dụ như là cái có thể là nó bị vướng cái market cap này đó, thấy chưa. Nếu mà mình bỏ cái market cap, tại Việt Nam mình nhỏ xíu mà, hôm qua chàng ốc già có viết cho trên Facebook đó các bạn, lớn mình nhưng mà nhỏ người ta, tại vì thị trường của mình nói chứ nó còn còn nhỏ lắm. Vốn hóa mà mini của người ta là người ta tính đến dưới từ 2 tỷ trở xuống, 2 tỷ đô la trở xuống đó, 2 tỷ mà chắc hiện nay thì nó khoảng 48 ngàn tỷ Việt Nam thì gọi là mini, là nhỏ xíu ha. Đấy thì các bạn thấy, ví dụ như nếu mà mình search một số cái tiêu chí cơ bản ra như thế này thì mình thấy có Phú Nhuận nè, Kinh Bắc nè, Petro Việt Nam nè, BVT nè, đúng không, Đạm Cà Mau ví dụ như thế, Hoa Sen. Đây đấy thì những cái nhưng mà cái này là chỉ là cái các cái lọc, bộ lọc cơ bản thôi nha, các chỉ số cơ bản. Thì đương nhiên có rất rất là nhiều tiêu chí các này các bạn có thể chọn ở trong này, rất rất là nhiều ha. Đấy, ví dụ như là ở dưới càng kéo xuống nó cắt là nhiều, đặc biệt là các cái forward ha, hoặc là cái backward như là cái last 12 months, các bạn có rất là nhiều. Đấy, ví dụ như historical financial line item, các bạn chọn được rất rất là nhiều, và các bạn đặt các cái tiêu chí nó vô thôi, EBS rồi này nọ. Thì như vậy là các bạn có thể có được hết toàn bộ các cái bộ lọc. Và như vậy là thật ra thì cái này nó quá quá hay. Mình chàng ốc già thấy rằng là nó hiện giờ thì đang là miễn phí, và cung cấp một cái thông tin rất là toàn diện cho mình, đặc biệt là những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân đó, mình có một cái nguồn để mà mình search. Đương nhiên rồi, còn nếu các bạn, đây là những cái thông tin mà hiện tại thôi, còn nếu mà các bạn muốn mà có lịch sử về giá thì phải dùng các cái nhà cung cấp khác, ví dụ miễn phí thì cũng có, ví dụ như là Yahoo Finance đó, hoặc là Google Finance, mình có thể lấy giá hoặc là một số cái chỉ số quá khứ để mà mình làm coi, check lại các cái model, các cái mô hình của mình. Còn nếu mà mình chỉ để mà có cái bộ lọc mà tốt thì hiện nay là đấy, chàng gốc gà thấy là mới mới phát hiện được ngày hôm qua, cái này quá hay cho nên chia sẻ với các bạn liền. Thì các bạn sẽ dùng cái đường link mà chàng gốc gà để trong cái YouTube á, để các bạn đăng ký, dùng cái email của mình đăng ký rồi kích hoạt activate cái email nó gửi đến mình á. Để ý là những cái email mà đăng ký nhiều khi nó hay gửi nó bị vô trong cái chỗ spam ha, vô cái phần phần mà thư mục rác đó, thì phải check ở trong đấy để mà lấy nó ra. Đấy, chốt lại là trong cái phần này thì các bạn có ba cái phần lớn ha. Thứ nhất là cái market overview ha, cái tổng thể thông tin về thị trường. Cái thứ hai là mình họ giúp mình tạo ra những cái danh mục quan sát, rồi mình theo dõi người khác để mình có, hoặc là mình bộ lọc. Và cuối cùng đấy là các cái phân tích về đối với một cái cổ phiếu cụ thể, đặc biệt là hãy quan tâm đến cái phần mà valuation, cái phần định giá, các cái ước lượng của các cái chuyên gia, những cái analyst mà người ta follow cái cổ phiếu đấy. Rồi, chàng ốc già mến chào các bạn và hy vọng rằng là cái này nó sẽ bổ cho các bạn. Dĩ nhiên đối với các bạn ở Việt Nam thì cái phần mềm này, cái nhà cung cấp này họ chưa cover được, bao phủ được hết tất cả các cái cổ phiếu ở Việt Nam đâu. Nhưng mà những cái cổ phiếu lớn thì chàng ốc già tin rằng là họ họ có analyst follow thì họ đều đều có hết. Chàng gốc già mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip lần tới nha. Mến chào các bạn và chúc các bạn khỏe.